Thưa quý vị, mỗi năm có khoảng 1,35 triệu người thiệt mạng và hàng chục triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Trong đó thì khoảng 10 đến 15% liên quan đến việc lái xe thiếu ngủ khi điều khiển phương tiện giao thông. Một nhóm sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu chế tạo ra một thiết bị đeo tai đo sóng não giúp lái xe tỉnh táo chống ngủ gật. Thiết bị mang tên Awake Drive đã xuất sắc đoạt giải quán quân sáng tạo trẻ 2023 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Thông qua khảo sát thì có tới 60% tài xế thừa nhận là họ buồn ngủ khi tham gia giao thông. Và theo con số thống kê về số vụ tai nạn trong năm 2023 vừa qua thì có 20% số vụ tai nạn có nguyên nhân bắt đầu từ việc tài xế thiếu tỉnh táo. Dù cái nguyên nhân này nó khá là phổ biến nhưng mà người tham gia giao thông lại chưa tập trung vào để mà xử lý cái nguyên nhân này. Nên là nhóm em muốn đề xuất cái giải pháp để mà giải quyết triệt để được cái vấn đề thiếu tỉnh táo khi tham gia giao thông. Sản phẩm Awake Driver gồm phần cứng là thiết bị đo sóng não và phần mềm ứng dụng phát nhịp isochronic. Bằng cách kích thích các vùng não liên quan đến sự tập trung, sản phẩm giúp người lái xe duy trì trạng thái tỉnh táo và tăng cường khả năng phản ứng trong quá trình lái xe. Sóng não là những cái cội gốc của cái trạng thái của con người. Thì tức là nếu như mà chúng ta đang tỉnh táo thì sóng não cũng sẽ biểu hiện ra là tần số sẽ cao, và nếu như mà chúng ta buồn ngủ thì sóng não cũng sẽ chậm lại. Thì bằng cái việc sử dụng như thế thì chúng em có thể nhận dạng ra rất là dễ dàng, và thay vì là sử dụng camera như là các sản phẩm hiện tại. Awake Driver hiện có hai phiên bản: đeo ở trán, đo và kết nối với một ứng dụng trên điện thoại, hoặc đeo như một tai nghe. Nhóm sinh viên đang cập nhật phần cứng để tinh giản hình thức sản phẩm, đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Dưới cương vị là một giáo viên hướng dẫn, tôi tham gia vào tư vấn về các cái khía cạnh học thuật như là xử lý tín hiệu, hoặc là xây dựng các cái module về trí tuệ nhân tạo, cũng như là xử lý dữ liệu thu thập được từ sóng não như thế nào để góp phần định hướng cho các bạn tốt hơn trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Bắt đầu vào tháng 7, chúng tôi sẽ phối hợp với BK Fund. BK Fund là quỹ đầu tư của cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, và BK Fund sẽ mở hai đợt gọi vốn vào tháng 7 và tháng 10 của năm nay, và chúng tôi sẽ mang các ý tưởng này của các em đến để cho các chuyên gia ươm tạo các em, và các em có thể tham gia gọi vốn thành công. Trong tương lai, nhóm sinh viên sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm nhằm tạo ra thiết bị đeo tai dễ chịu, thoải mái hơn. Với phần mềm, nhóm sẽ thu thập thêm dữ liệu để đạt độ chính xác cao hơn, đồng thời nghiên cứu ứng dụng sản phẩm vào các lĩnh vực khác của cuộc sống.